Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn úp lại phim web cho điện thoại. Bây giờ phim que úp lại phim que để cài lại về cài lại điều hành và cài lại bản tiếng Việt cho cái bản úp ROM hàng sách tay chính hãng này. Đây các bạn đang nó giao diện đang sử dụng giao diện ngôn ngữ là tiếng Việt. Đây các bạn. Đây là có gồm tất cả các gói ngôn ngữ như là gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng English International và English America. Các bạn nhìn thấy đây là của hãng nhập của hãng Google, đây là sử dụng Android. Đây là Android Vision đang sử dụng là Android 4.0.4. Model là IM A76S. Đang sử dụng Android 4.4. Các bạn máy cảm biến rất nhạy. Mình sẽ úp lại tại cửa hàng các bạn. Máy chuẩn về mình sẽ úp lại bản tiếng Việt nha. Vâng, máy. Đây là chiếc logo của Sky. Đây là camera, đây là camera 8 chấm các bạn. Đây camera 8 chấm. 8 megapixel. Chụp với đèn flash. Các bạn sử dụng nhấn nhạy các bạn. YouTube. Vâng, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn úp chiếc Sky này nha. Ra phiên bản Việt. Mình úp tại cửa hàng Cường Đông, mình có thể đến tham khảo.